Do mâu thuẫn gia đình, vợ chồng cãi nhau nên người chồng là ông Đỗ Văn Thành, sinh năm 1962, trú thôn Trạng Suối, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, vác dao chém vợ là bà Hoàng, sinh năm 1960. Sau khi chém vợ, Thành chạy về tự tay đốt nhà mình. Vụ tự đốt nhà ở Hội An, Quảng Nam, người chồng còn chém vợ trọng thương. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh với cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Vụ bé gái 12 tuổi mang thai cần bao nhiêu thời gian để có kết quả xét nghiệm ADN? Hành vi nhận hối lộ của hai cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Vụ tự đốt nhà ở Hội An, Quảng Nam, người chồng còn chém vợ trọng thương. Sáng ngày 19 tháng 4, nguồn tin từ lãnh đạo Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, do mâu thuẫn gia đình, vợ chồng cãi nhau nên người chồng là ông Đỗ Văn Thành, sinh năm 1962, trú thôn Trạng Suối, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, vác dao chém vợ là bà Hoàng, sinh năm 1960. Sau khi chém vợ, Thành chạy về tự tay đốt nhà mình. Ngay sau đó, người dân khu vực đã đưa vợ Thành vào cấp cứu tại Bệnh viện Thái Bình Dương, Hội An, nhưng do vết thương quá nặng nên đã chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Sau khi được các bác sĩ cấp cứu kịp thời, tiến hành mổ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Đối tượng Đỗ Văn Thành đã bị lực lượng chức năng tạm giữ ngay sau đó, nhưng do Thành bị bỏng do đốt nhà nên còn đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện lực lượng công an theo dõi chặt chẽ đối tượng Thành 24/24, lãnh đạo Công an thành phố Hội An cho biết. Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 18 tháng 4, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Bắc Quảng Nam nhận được thông tin từ trực ban đơn vị có cháy xảy ra tại nhà của ông Đỗ Văn Thành, sinh năm 1962, trú thôn Trạng Suối, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã điều 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ chiến sĩ đi làm nhiệm vụ. Khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường, ngay lập tức sử dụng 3 búa tạ phá dỡ cổng, phá dỡ cửa chính, sử dụng thang 2 tiếp cận phá dỡ các cửa sổ kính tầng 2 để thoát khói và triển khai đội hình 3 lăng bê, vừa phun nước vào đám cháy, vừa phun nước chống cháy lan sang hai nhà dân bên cạnh. Đồng thời triển khai tổ trinh sát gồm 3 đồng chí mang mặt nạ cách ly, đèn pin, phối hợp tìm kiếm người bị nạn. Sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp cận đám cháy, phun nước khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh với cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Ngày 19 tháng 4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 14 chuyên đề để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đối với ông Trần Văn Hiệp. Trước đó, ngày 16 tháng 4, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có đề nghị bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Quận và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Hiệp. Đồng thời, bãi miễn tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Quận và ông Hiệp. Tờ trình nêu các cá nhân nói trên bị bãi miễn vì đã vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước, không còn đủ tư cách là đại biểu Hội đồng Nhân dân. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua việc bãi miễn nói trên. Như Tuổi Trẻ đã thông tin, Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vào ngày 2 tháng 1. Ông Hiệp bị điều tra về tội nhận hối lộ. Vụ án này thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Cơ quan điều tra xác định Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Hành vi của ông Trần Văn Hiệp phạm vào tội nhận hối lộ. Vụ bé gái 12 tuổi mang thai cần bao nhiêu thời gian để có kết quả xét nghiệm ADN? Về việc xét nghiệm ADN để xác định kẻ đã làm cháu bé 12 tuổi sinh con, chiều 17 tháng 4 tại Hà Nội, theo các chuyên gia, để kết quả ADN được chính xác không chỉ phụ thuộc vào trang thiết bị máy móc mà còn cả quy trình lấy mẫu, trình độ chuyên môn của người đọc kết quả. Trao đổi với báo chí, Đại tá Hà Quốc Khanh, nguyên Viện Phó Viện Khoa học Hình sự, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN Bộ Công an cho biết, xét nghiệm ADN là xét nghiệm phân tích ADN ở 23 cặp nhiễm sắc thể của hai hay nhiều cá thể để xác định mối quan hệ di truyền, từ đó xác định được mối quan hệ huyết thống. Xét nghiệm ADN là quá trình phân tích, so sánh các đoạn gen chứa trong các nhiễm sắc thể của tế bào từ các mẫu xét nghiệm như tóc, móng tay, chân, mẫu niêm mạc miệng của nhiều người. Quá trình xét nghiệm ADN trải qua các bước lấy mẫu, phân tích mẫu bằng các kỹ thuật với hệ thống thiết bị và công nghệ giải mã gen hiện đại,
cho kết quả chính xác đến 99.9995 nhanh nhất trong 4 giờ. Thông thường các trung tâm xét nghiệm ADN trả kết quả trong vòng 2 đến 5 ngày. Tuy nhiên, tùy thuộc vào nhiều yếu tố mà thời gian trả kết quả có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn. Đối với một số dịch vụ, trung tâm xét nghiệm có thể trả kết quả sớm nhất trong vòng 4 giờ hoặc muộn nhất có thể lên tới 7 ngày với những trường hợp xét nghiệm dân sự thông thường. Cũng theo Đại tá Hà Quốc Khanh, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thời gian trả kết quả xét nghiệm ADN. Vì thế, trước khi đi xét nghiệm ADN, người tham gia xét nghiệm cần nắm rõ để chọn được loại dịch vụ phù hợp với trường hợp của mình. Thế nhưng, trong một số trường hợp đặc biệt, không thể thu được các loại mẫu trực tiếp mà phải sử dụng các mẫu như bàn chải đánh răng, dao cạo râu, bao cao su, đầu thuốc lá, kẹo cao su, thì thời gian sẽ mất nhiều hơn. Hành vi nhận hối lộ của hai cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Vừa qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Trần Kỳ Hình, sinh năm 1961, về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đặng Việt Hà, sinh năm 1972, đều là cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, về tội nhận hối lộ. Liên quan đến vụ án, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị truy tố 252 bị can khác về nhiều tội danh khác nhau. Theo kết luận điều tra, ông Trần Kỳ Hình đã buông lỏng quản lý, trực tiếp nhận tiền hối lộ của các trung tâm đăng kiểm, các doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm về đăng kiểm. Trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo, các đăng kiểm viên của phòng kiểm định xe cơ giới, phòng VAR đã nhận tiền hối lộ của các doanh nghiệp thiết kế cải tạo để duyệt cấp giấy thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo. Với mỗi hồ sơ có nhận tiền hối lộ, các đăng kiểm viên sẽ trích ra chuyển người khác đưa hối lộ cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm là Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà. Tại các trung tâm đăng kiểm trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, khối 5, hàng tháng ông Trần Kỳ Hình đều nhận tiền hối lộ của các bị can là giám đốc trung tâm đăng kiểm. Đối với nhóm hành vi sai phạm trong hoạt động cấp thông báo năng lực cơ sở đóng mới, sửa chữa, hoán cải, phục hồi phương tiện thủy nội địa của phòng tàu sông, ông Trần Kỳ Hình làm trái quy định của pháp luật duyệt, ký cấp thông báo năng lực cơ sở đóng mới, sửa chữa, hoán cải, phục hồi phương tiện thủy nội địa cho các cơ sở đóng tàu trái quy định, mặc dù biết các cơ sở này không đủ điều kiện để cấp. Hành vi này tạo điều kiện cho một số cán bộ lãnh đạo phòng tàu sông thực hiện hành vi nhận hối lộ, môi giới hối lộ. Theo kết luận điều tra, ông Đặng Việt Hà đã có hành vi nhận hối lộ hàng tháng từ khi còn là Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Sau khi ông Trần Kỳ Hình nghỉ hưu vào tháng 8 năm 2021, ông Đặng Việt Hà được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ông Đặng Việt Hà tiếp tục đưa ra nhiều chủ trương trái quy định để nhận hối lộ và chia tiền hối lộ từ các đơn vị trực thuộc của Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm, doanh nghiệp tư nhân. Vào tháng 10 năm 2021, ông Hà còn đưa ra chủ trương thực hiện các kế hoạch xây dựng chỉnh đốn Cục Đăng kiểm, tổ chức các sự kiện, chúc Tết lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, rồi yêu cầu các đơn vị trực thuộc Cục phải đóng góp tiền để tổ chức và ấn định số tiền đóng góp. Đến nay, xác định số tiền các đơn vị đóng góp trực tiếp hoặc chuyển khoản là hơn 1 tỷ đồng. Kết luận điều tra xác định, từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 7 năm 2021, ông Trần Kỳ Hình đã nhận hối lộ hơn 6,6 tỷ đồng và 23.000 đô la Mỹ. Trong khi đó, ông Đặng Việt Hà nhận hối lộ hơn 9 tỷ đồng và 13.000 đô la Mỹ. Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả nhân viên ngân hàng gọi điện hỗ trợ khóa tài khoản, thẻ ngân hàng. Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian gần đây xuất hiện các đối tượng giả mạo nhân viên ngân hàng gọi điện hỗ trợ khóa tài khoản, thẻ ngân hàng. Đối tượng yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, thông tin bảo mật, tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, từ đó đánh cắp thông tin và thực hiện giao dịch nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng. Mới đây, chị Thi, trú tại Hà Nội, bị đối tượng giả mạo nhân viên chăm sóc khách hàng của ngân hàng, gọi điện thông báo chị có thẻ ở ngân hàng nhưng không tiêu. Đối tượng đề nghị chị hủy để không mất phí hàng năm. Tin tưởng là nhân viên của ngân hàng đang rà soát nên chị Thi đã đồng ý. Lúc này, đối tượng nói sẽ chuyển thông tin của chị Thi cho phòng thẻ của ngân hàng để nhân viên phòng thẻ làm việc. Sau đó, một đối tượng khác gọi điện kết bạn qua Zalo, giới thiệu là nhân viên phòng thẻ của ngân hàng và gửi cho chị Thi một đường link hướng dẫn chị Thi hoàn thiện các thủ tục hủy thẻ. Chị Thi đăng nhập các thông tin nhưng không hoàn thành được việc hủy thẻ, nên đối tượng nói sẽ khai giúp và đề nghị chị gửi ảnh chụp căn cước công dân, thẻ ngân hàng, mã OTP trên app của ngân hàng. Sau khi gửi các thông tin cho đối tượng, chị Thi nhận được tin nhắn của ngân hàng thông báo tài khoản đã bị rút hơn 120 triệu đồng. Phát hiện mình bị lừa, chị Thi đã đến cơ quan công an trình báo.
Để phòng ngừa với thủ đoạn trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, mật khẩu tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ, đối tượng không quen biết. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an để kịp thời giải quyết theo quy định. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.